Hai cô con gái khóc nức nở trước sự ra đi của mẹ mình. Con gái thứ hai sau khi liếc nhìn em gái mới sinh, thì đột ngột thẳng chân đá em mình không thương tiếc. Người bố thấy vậy vội vàng đi tới ngăn cản, sau đó hỏi Sun dâu tại sao lại đá em gái như vậy. Sun dâu khóc lóc giận dữ nói rằng, vì sinh em gái ra nên mẹ mới chết. Nói xong Sun dâu vẫn muốn tiếp tục đánh đập em gái. Thì ra mẹ của Sun dâu đã 50 tuổi nhưng vẫn muốn sinh con. Nhưng đứa trẻ sau khi được sinh ra lại không hề làm cho người mẹ hài lòng, vì bà luôn muốn sinh cho chồng mình một đứa con trai. Vậy mà cuối cùng lại sinh ra một bé gái. Người mẹ không thể chịu đựng được cú sốc, đã bỏ lại chồng cùng ba cô con gái và qua đời. Cũng từ đó Sun dâu nghĩ rằng, chỉ vì sinh em gái nên mẹ cô bé mới chết. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt Sun Jung lớn lên từng ngày trên lưng chị cả Sun Jin và người bố để nuôi ba cô con gái của mình. Mỗi ngày đều phải dậy sớm vất vả bán gà rán. Sun Jung từ khi sinh ra đã thấm nhuần hương vị gà rán của bố. Vì vậy, giấc mơ lớn nhất của cô bé chính là có thể trở thành bà chủ của tiệm gà rán. Cửa tiệm gà rán của người bố tuy nhỏ nhưng được nhiều người yêu thích, nó còn nổi tiếng hơn so với một công ty gà rán có quy mô lớn. Một ngày đối thủ cạnh tranh đã tìm đến cửa tiệm gà rán của người bố đòi thương lượng, Untek muốn mua lại cửa tiệm của người bố với một giá tiền cao, nhưng người bố không nghe lọt tai liền thẳng tay đuổi anh ta ra ngoài. Nhưng ông không ngờ điều này đã khiến ông bị mất đi nơi cung cấp nguyên liệu cho mình. Thì ra khi xưa người bố và bố của Untek là bạn bè thân thiết của nhau. Người bố trong khi kinh doanh gà rán đã pha ra được một loại nước sốt đặc biệt, nhưng ông không ngờ bản thân sẽ bị chính người anh em tốt đâm sau lưng. Bố của Untek đã lấy cắp công thức pha chế làm của riêng, cũng nhờ công thức này mà ông ta từ một tên vô danh trở thành một ông chủ công ty lớn. Sau khi bố Untek qua đời thì Untek là người thừa kế toàn bộ công ty, hai nhà đấu đá cạnh tranh không biết đã bao lâu. Chuyển cảnh lúc này thì con gái thứ hai Sun dâu đã lớn, cô rất có năng khiếu chơi đàn giống mẹ mình. Sun dâu rất muốn đi du học để được đào tạo và mở rộng sự nghiệp, nhưng vì gia đình quá nghèo nên cô phải tự thân đi đến quán bar để kiếm tiền đi du học. Tuy nhiên vẻ ngoài xinh đẹp của Sun dâu đã khiến cô vướng vào những rắc rối. Những tên háo sắc khi nhìn thấy Sun dâu liền muốn động tay động chân. May mắn thay những nhân viên khác kịp thời chạy đến ngăn cản. Tuy nhiên một màn này đã bị người bố tận mắt chứng kiến. Nhìn con gái phải chịu cảnh như vậy thì ông vô cùng tự trách. Ông tự trách bản thân không có năng lực để cho con gái một cuộc sống sung túc đầy đủ. Nghĩ đến đấy người bố cuối cùng cũng phải hạ mình đi đến tìm Untek. Ông muốn làm thỏa thuận để bán lại cửa hàng gà rán yêu quý của mình với giá 1 triệu won. Không ngờ lúc này, duyên phận nghiệt ngã lại để cho Sun Jin và Untek gặp nhau. Sau vài lần tiếp xúc, Untek đã bị tính cách lương thiện của Sun Jin thu hút và dần dần có tình cảm với cô. Sau khi bán đi cửa tiệm của mình, người bố đã đến tìm con gái Sun dâu. Ông khuyên cô nên trở về nhà và chuẩn bị cho việc đi du học. Nhưng khi nghe xong những gì ông nói thì Sun dâu lại cảm thấy nực cười, nghĩ rằng bố làm sao có đủ khả năng lo cho cô ra nước ngoài chứ. Người bố nghe xong chỉ im lặng. Trước khi đi ông dặn dò con gái, lúc về nhà nhớ kiểm tra lại tài khoản của mình. Con gái út Sun Jung khi biết tin bố đã bán đi tiệm gà rán thì rất đau lòng, vì từ nhỏ cô đã luôn ước ao được kế thừa tiệm gà rán của bố. Sun Jung không muốn tất cả tâm huyết của bố mình rơi vào tay người khác, thế là cô quyết định chạy đến nhà Untek ngay trong đêm. Sau khi trèo tường vào bên trong, cuối cùng cô cũng may mắn tìm thấy bản hợp đồng trong phòng của Untek. Tuy nhiên, khi Sun Jung chuẩn bị rời đi, thì cô đã bị em gái của Untek phát hiện. Để trốn thoát, Sun Jung đã phải chạy lòng vòng khắp căn nhà, cho đến khi cô lạc vào một căn phòng bí mật. Từ căn phòng này, cô vô tình phát hiện ra sự thật động trời mà công ty Untek đang thực hiện. Khi nhìn thấy Sun Jung thì Untek liền ra lệnh bắt cô lại. Không ngờ Sun Jung trong lúc nguy cấp đã nhận được sự giúp đỡ từ thư ký của Untek và thành công trốn thoát. Sun Jung biết bản thân đã gây ra chuyện lớn nên không dám về nhà. Tối đó người bố lo lắng đi tìm con gái thì tìm thấy con mình đang ngủ trong trang trại. Nhìn thấy con gái ôm bản hợp đồng trong tay thì ông không khỏi đau lòng. Không ngờ đúng lúc này thuộc hạ của Untek lại đến tận trang trại. Không nói nhiều lời họ trực tiếp khóa cửa đốt nhà. Khi Untek phát hiện ra người bố và Sun Jung đang ở bên trong thì anh ta định cho người đi phá cửa cứu họ ra. Tuy nhiên trong một khoảnh khắc Untek lại nhớ về ân oán giữa hai bên, nghĩ rằng nếu người bố và Sun Jung chết đi, thì bí mật công ty anh ta thêm chất phụ gia vào gà sẽ bị chôn vùi, và cũng không còn ai ngăn cản mối quan hệ của anh ta và Sun Jin nữa. Nghĩ thế Untek liền thay đổi ý định, anh ta ngăn cản thuộc hạ đang định dùng búa cứu hai bố con ra ngoài. Ân oán của chúng ta sẽ kết thúc ở đây, tôi và ông từ hôm nay hãy để ngọn lửa này thiêu đốt tất cả đi. Cứ thế Untek quyết định quay người rời đi, nhìn theo bóng lưng của Untek người bố cũng hiểu được anh ta đang muốn làm gì. Trong khoảnh khắc ngôi nhà sắp sụp đổ người bố đã dùng hết sức phá cửa, tuy nhiên giữa mạng của con gái và mình ông chỉ có thể chọn một. Cuối cùng ông dùng tay đẩy mạnh con gái ra ngoài, còn bản thân thì bị vùi dập trong đám cháy. Ba chị em một lần nữa phải trải qua nỗi đau mất đi người thân, mà lúc này Sun dâu lại nhẫn tâm đổ hết tội lỗi lên đầu em gái mình. Sau khi thẳng tay cho Sun Jung một cái tát, Sun dâu liền mắng chửi Sun Jung một cách thậm tệ. Nói Sun Jung từ khi sinh ra đã là sao chổi chỉ biết đem đến tai họa cho gia đình, hại chết mẹ còn chưa đủ, đến bố cũng vì cô mà chôn mình trong biển lửa. Sun Jung cũng tự trách bản thân nên để mặc cho chị gái trách mắng.
Không ngờ trong đám tang của người bố, Untech lại dày mặt xuất hiện với biểu hiện đầy đau thương. Sau khi quỳ lại trước linh cữu của người bố, anh ta còn bận rộn giúp đỡ tiếp khách đến, tiễn khách về. Sau khi buổi thăm viếng kết thúc, Untech liền ngồi lại giải thích, mọi chuyện bắt đầu khi người bố vì cần tiền nên mới tự nguyện tìm đến anh ta để ký hợp đồng bán cửa hàng, mà không ngờ Sun Jung lại lẻn vào nhà để lấy bản hợp đồng rồi trốn đi. Khi anh ta tìm đến trang trại thì đã thấy ngọn lửa vượt ngoài tầm kiểm soát, nên hôm nay anh ta dốc lòng đến xin lỗi vì bản thân vô dụng nên mới không kịp cứu người. Hành động này của Untech đã hoàn toàn chiếm được lòng tin của gia đình Sun Jin. Sau đó, lợi dụng thời gian Sun Jin đau buồn vì mất đi người thân, Untech ngày ngày ở bên càng tỏ ra quan tâm chăm sóc. Bên này, Sun Dâu một vài ngày sau cũng phát hiện số tiền mà người bố đã dốc tâm chuyển vào tài khoản cho cô để cô được đi du học. Lúc này Sun Dâu nhớ lại những lời nhẫn tâm mà cô đã nói với bố mình thì cô vô cùng ân hận, nước mắt rơi xuống khi cô nhận ra bản thân không thể nói xin lỗi với bố nữa rồi. Cùng lúc đó, không ngờ Sun Jung lại vô tình nghe được một trong những tên thuộc hạ của Untech nói rằng vụ hỏa hoạn không phải do chập điện, nhưng khi bọn họ định nói ra lý do thật sự thì lại có người tìm tới cắt ngang. Không thể để mọi chuyện bị chôn vùi như vậy nên Sun Jung liền tìm đến tên giám đốc hỏi cho ra lẽ. Không ngờ vừa nghe Sun Jung nói xong thì ông ta lại muốn giết người diệt khẩu. Không đợi cho Sun Jung kịp phản ứng, ông ta liền một tay kéo Sun Jung vào kho lạnh để cô cóng tới chết. May mắn thay, bạn trai của Sun Jung chạy đến kịp thời và cứu cô thoát khỏi đó. Khi biết chị cả muốn kết hôn với Untech thì Sun Jung kịch liệt phản đối, vì Sun Jung bắt đầu nghi ngờ cái chết của bố có liên quan đến anh ta. Thế là cô quyết định kể hết mọi chuyện mình vừa trải qua cho chị gái nghe. Nhưng điều mà Sun Jung không biết chính là Untech lúc này đang bàn kế với tên giám đốc để qua mặt chị gái của cô. Sau khi Sun Jin đến tìm thì Untech liền cho gọi giám đốc. Anh ta giả vờ đứng ra chất vấn giám đốc tại sao lại hành động như vậy. Sau một cuộc nói chuyện đầy giả dối, Sun Jin ngây thơ vẫn là rơi vào cái bẫy được bày sẵn. Cô cuối cùng cũng cùng người đàn ông thâm độc này bước vào lễ đường. Nhưng câu nói vừa rồi của mẹ chồng trong phòng chờ lại khiến cô cảm thấy bất an về cuộc sống sau này. Tôi nói cho cô biết, cô sẽ không bao giờ cảm thấy hạnh phúc đâu. Câu nói cứ như vậy văng vẳng bên tai, khiến Sun Jin không thể hé nổi nụ cười trong khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời mình. Trong cả buổi lễ, Sun Jin luôn mang một vẻ mặt bất an. Không ngờ lời nói của mẹ chồng quả thật không phải chỉ nói suông. Khi Sun Jin vừa cùng chồng đi hưởng tuần trăng mật về chưa kịp nghỉ ngơi, thì cô đã bị mẹ chồng kêu réo xuống nhà gây khó dễ. Trước mặt Sun Jin, bà ta thẳng thừng nói, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện gã được vào nhà giàu thì muốn làm gì thì làm, mà hãy nhớ kỹ bản thân cô là một người xuất thân nghèo hèn mà thôi. Mẹ chồng sau đó liền đuổi hết người giúp việc trong nhà đi, không những bắt Sun Jin phục vụ em chồng như người ở, mà đến việc nhà từ mọi ngóc ngách đều đổ hết lên đầu Sun Jin. Thấy Sun Jin nhìn mình với ánh mắt kinh ngạc, bà ta liền lên giọng nói với Sun Jin, đừng mơ tưởng đến chuyện trở thành con dâu nhà giàu thì có thể được ăn không ngồi rồi. Cô không những phải trở thành một người vợ phục vụ chồng mình chu đáo, mà còn phải lo việc nhà cửa cho tươm tất vào, ngày nào cũng phải làm đến khi xương cốt rã rời, như vậy mới xứng đáng với cái giá của cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối này. Con hiểu rồi thưa mẹ. Sun Jin không dám cãi lời mẹ chồng nên cô chỉ có thể bắt tay vào làm việc. Đến khi Untech đi làm về, anh không hề quan tâm đến việc vợ mình ở nhà ra sao, mà chỉ hỏi han đơn giản vài câu cho qua chuyện. Nhìn cô vợ xinh đẹp dịu dàng trước mặt, Untech lại không kiềm được, anh liền bế vợ mình lên đi thẳng vào phòng ngủ để vun đắp tình cảm vợ chồng. Sáng sớm khi mọi người còn đang ngủ, thì Sun Jin đã phải thức dậy bắt đầu công việc một ngày của mình. Untech sau khi thức dậy nhìn ra cửa sổ thì thấy Sun Jin mặc dù lạnh đến run cả người nhưng vẫn phải đứng bên ngoài trà rửa dọn dẹp. Anh rất tức giận nên đã đến tìm mẹ mình bảo bà hãy dừng lại đi. Vì biết mẹ không ưa gì Sun Jin nên hôm qua con mới cố tình bảo cô ấy về nhà trước. Mẹ hành hạ bắt cô ấy làm tất cả việc nhà còn chưa đủ sao? Bây giờ đến sân vườn cũng phải bắt cô ấy làm. Untech khuyên người mẹ dừng ngay những hành động ấu trĩ này lại, nếu không anh sẽ không để yên đâu. Thấy con trai vì bênh vợ mà hỗn láo với mình thì người mẹ vô cùng tức giận, đã vậy bà ta càng làm cho lại gan. Không những bắt Sun Jin làm việc mà bà ta còn gọi cả Sun Jung đến. Trong mắt bà ta, người nhà của Sun Jin chỉ đáng làm người giúp việc trong nhà. Chị dâu vì ngứa mắt liền lên kế hoạch hãm hại, nói đôi bông tai đắt đỏ của mình bỗng không cánh mà bay. Khi Sun Jung chưa kịp phản ứng thì đã bị chị dâu xem là kẻ tình nghi. Nói Sun Jung hôm qua trong lúc dọn dẹp phòng chắc chắn đã lấy trộm nó. Ba mẹ con ngay sau đó xông vào phòng Sun Jung lục tung đồ đạc. Không ngờ họ thật sự tìm thấy đôi bông tai trong ba lô của Sun Jung. Mẹ chồng tức giận nói Sun Jung là quân trộm cắp, sau đó liền cho cô một bạt tai. Sun Jin thấy vậy vội vàng chạy đến che chắn cho em gái. Nhưng bà mẹ chồng sao có thể bỏ qua như vậy? Bà ta ra tay càng ngày càng hăng hơn. Sau chuyện này Sun Jin rất tự trách vì nghĩ rằng cô vậy mà không thể bảo vệ chăm sóc tốt cho em mình. Đợi đến khi Untech đi làm về, Sun Jin vì không muốn em gái phải chịu oan ức như vậy, lần đầu tiên cô đứng lên nói với anh ta những chuyện xảy ra ở nhà. Nhưng khi nghe xong, Untech lại chẳng để tâm khiến Sun Jin vô cùng thất vọng. Hôm sau, bà mẹ chồng lại cố tình kêu Sun Jin ra sau vườn lấy tương ớt ngâm. Dù biết Sun Jin người mới ở trong biệt thự vài ngày không khác gì người lạ, mà con chó nhà bà ta nuôi mười mấy năm thấy người lạ là tấn công. Không ngoài dự đoán, chỉ sau vài tiếng sủa, con chó liền nhào tới chỗ Sun Jin.
Cùng lúc đó, Untech ở trong nhà đột nhiên nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Sujin, thì anh cùng trợ lý lập tức chạy ra xem có chuyện gì. Khi nhìn thấy Sujin với vẻ mặt đau đớn ngồi trên đất, trợ lý bên cạnh liền vén váy lên xem vết thương thế nào. Khi thấy vết thương là do chó cắn rất sâu còn không ngừng chảy máu, thì Untech liền trở nên kích động. Vì không kìm được tức giận, Untech một bước đi đến lấy súng từ trong cốp xe ra, sau đó chĩa súng vào những chú chó và giết hết bọn chúng trong tích tắc. Hành động mất kiểm soát của Untech khiến mọi người trong nhà sợ hãi. Nhìn người đàn ông hung tàn trước mắt, Sujin cảm giác như chồng mình đã biến thành một người khác vậy. Sujin sau đó được đưa đến bệnh viện, may mắn thay vết thương sau khi được xử lý thì không có gì đáng ngại. Sau khi nghe bác sĩ nói xong thì Untech mới bình tĩnh lại. Tuy nhiên khi anh ta vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy trợ lý của mình thì anh ta lại trở nên tức giận. Sau khi gọi Quan Mo ra ngoài, Untech không nói gì liền cho anh mấy đấm vào mặt. Sau đó chất vấn Quan Mo sao dám động vào người phụ nữ của anh ta. Quan Mo lúc này mới nhớ ra, vừa nãy anh không kịp suy nghĩ nên mới vô tình vén váy của Sujin lên để kiểm tra vết thương. Quan Mo lập tức cúi đầu xin lỗi Untech là mình vô ý, nhưng Untech không nghe lọt tai còn đay nghiến cảnh cáo. Nếu như có lần sau thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh ta nữa. Sau khi Untech vừa đi khỏi thì Quan Mo lại lộ ra vẻ mặt vô cùng phẫn nộ, nhưng thời khắc này anh chỉ có thể nhẫn nhịn để chờ đợi thời cơ. Trên đường về, Untech gọi cho mẹ mình chất vấn, hỏi bà ta tại sao biết chó trong nhà thấy người lạ sẽ lập tức tấn công, mà còn cố tình bắt Sujin ra ngoài đến gần chúng. Chẳng lẽ bà coi lời cảnh cáo của mình là một trò đùa hay sao? Người mẹ rất tức giận khi thấy con trai vì một đứa không ra gì hỗn láo với mình. Con nhắc lại lần nữa, nếu mẹ không thôi ngay trò hề này đi, thì hôm nay là chó chết, nhưng ngày mai là ai thì mẹ tự mà liệu lấy. Sau khi đưa bà mẹ vào cú sốc toàn tập thì Untech liền cúp máy. Không nói được con trai, bà ta liền mắng chửi trên đầu con dâu. Cùng lúc đó, Quan Mo đến đón Sujin về nhà, vì khi sáng Sujin gấp gáp nhập viện mà không kịp đi giày, nên Quan Mo chu đáo mua cho cô một đôi dép mới. Tuy nhiên Quan Mo sau khi bị Untech cảnh cáo liền kiên quyết giữ khoảng cách với Sujin, nhưng vết thương của Sujin vẫn chưa lành nên cô không thể tự mình bước đi được. Sujin mở lời nhờ Quan Mo giúp đỡ, lúc này Quan Mo mới dám đưa cánh tay ra để Sujin vịn vào. Vừa về đến nhà thì bà mẹ chồng lại kiếm chuyện, sau khi gọi Sujin vào phòng, bà ta lập tức lên giọng mắng chửi, lúc cô gả vào nhà này đến của hồi môn còn không có, vậy mà bây giờ còn gây ra bao nhiêu tổn hại rắc rối, sao lại có loại người như cô tồn tại trên đời này chứ? Sujin trước lời mắng chửi của mẹ chồng cũng không dám bật lại một lời nào, mẹ chồng thì càng nói càng khó nghe, nói Sujin ngoài việc để cho Untech chơi đùa cho thỏa thích ra, thì còn phải giống như người ở phục dịch cho gia đình này để trả ơn, nếu cô không nghe lời sống như vậy cả đời, thì tôi sẽ không buông tha cho cô, em gái cô hay bất cứ ai trong dòng họ nhà cô, tôi sẽ khiến tất cả sống không bằng chết. Trước những lời đe dọa của mẹ chồng, Sujin đành lê cái chân còn dỉ máu tiếp tục làm việc, nhưng lúc này cô lại vô tình nhìn thấy hình ảnh bạo lực của chồng mình. Cô cảm thấy nghi ngờ đây có phải chồng mình nữa hay không? Thì ra tên giám đốc khi xưa đã tìm đến Untech, ông ta than vãn rằng bản thân ông ta vì Untech đã làm bao nhiêu việc, vậy mà cuối cùng lại bị đuổi còn trắng tay. Tại sao ông ta phải bị như vậy khi người muốn giết bố Sujin chính là Untech kia chứ? Không ngờ cuộc đối thoại này lại bị Sujin vô tình nghe được, lúc này cô mới nhận ra những gì mình biết được ở quá khứ không hề sai. Vì quá kinh hãi, Sujin đã lỡ phát ra tiếng động. Untech bên này khi nghe thấy có tiếng động lạ liền ra hiệu cho tên giám đốc giữ im lặng. Sau khi đi đến bên cái tủ, Untech mới phát hiện ra Sujin đang ở trong đó. Hơn nữa cô còn nhìn anh với đôi mắt đầy căm hận. Khi Sujin định rời đi thì Untech liền đưa tay giữ cô lại. Mà đúng lúc này Sujin lại từ ngoài bưng nước đến. Sợ Sujin phát hiện ra, Untech liền đưa mắt cảnh cáo Sujin không được làm gì cả. Sau khi đuổi khéo Sujin và tên giám đốc ra ngoài, Untech lập tức chạy đến cái tủ tìm Sujin. Tuy nhiên Sujin lúc này đã biến mất. Sợ Sujin đi tìm vợ mình nói ra tất cả mọi chuyện, Untech hoảng loạn cho người đi tìm Sujin khắp khu vực xung quanh biệt thự. Nhưng không lâu sau, Sujin lại chủ động xuất hiện trước mặt Untech. Untech nhìn thấy Sujin liền mặt lạnh giải thích bản thân không hề có ý giết bố cô. Nhưng sau những gì mà Sujin nghe được, làm sao cô có thể tin người đàn ông hai mặt trước mắt mình? Cô căm phẫn nắm lấy cổ áo Untech muốn anh ta đền mạng cho bố mình. Tuy nhiên Untech lại vô cùng bình tĩnh nói, nếu cô muốn chính tay phá hoại hạnh phúc cả đời của chị mình thì cứ việc, hãy khiến chị cô mất hết hy vọng và phải sống trong đau khổ đến hết đời đi. Nghe xong Sujin thất thần trở về phòng, thời khắc này cô không biết làm gì ngoài việc gào khóc trong vô vọng. Cuối cùng, Sujin quyết định lẳng lặng rời khỏi ngôi nhà ác mộng đó. Nhưng Untech làm sao có thể yên tâm để Sujin đi như vậy được. Anh ta âm thầm cho người theo sau bắt cho bằng được Sujin về. Để tránh tai họa về sau, anh ta lên kế hoạch muốn nhốt Sujin cả đời trong bệnh viện tâm thần. Không lâu sau, một đám người đột nhiên ập vào nhà muốn bắt Sujin đi. Nhưng may mắn thay cô kịp thời phát hiện nên đã trốn thoát thành công. Cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của bạn trai mà Sujin đã an toàn đến được ga tàu. Sujin sau đó quyết định đi đến một vùng quê hẻo lánh. Ngày hôm sau, từ miệng cô ruột thì Sujin mới biết, việc Sujin bị một đám người đến nhà truy bắt, cô rất lo lắng cho em gái nên chạy ngay đến tìm Untech giúp đỡ, mà không biết rằng chồng cô mới là người đứng sau mọi chuyện.
Untaek sau khi giả vờ an ủi Sun Jin, thì sau lưng cô lại hối thúc thuộc hạ bằng mọi giá phải bắt Sun Jung trở về. Lúc này, để tìm ra tung tích của Sun Jung, mà bạn trai của cô trở thành mục tiêu cho bọn thuộc hạ nhắm đến. Để cắt đuôi bọn chúng, Min Ho đã phóng xe với tốc độ cao trên đường. Không ngờ trong lúc anh vô tình không để ý, thì một chiếc xe tải lớn lao đến ngay bên cạnh. Min Ho cứ như vậy chết ngay tại chỗ. 3 năm thấm thoát trôi qua, Sun Jung với ước mơ trở thành chủ một tiệm gà rán của mình, mà cô đã nỗ lực không ngừng nghỉ. Sun Jin bên này cũng chưa bao giờ từ bỏ việc đi tìm em gái. Hàng ngày cô đều đến bên mộ bố để khóc, tự trách bản thân đã không chăm sóc tốt cho em gái mình. Sun Jin trong 3 năm ròng rã vẫn nai lưng ra hầu hạ nhà chồng. Sáng đó cảm thấy không khỏe nên cô đã đến bệnh viện khám, không ngờ lại phát hiện ra bản thân đã mang thai được 6 tuần. Những tưởng một gia đình hạnh phúc thật sự sắp được hình thành, nhưng cô không hề biết đứa trẻ này là ngọn nguồn của mọi đau khổ. Tối đó Untaek đột nhiên tặng cho Sun Jin một sợi dây chuyền đắt tiền. Sun Jin trong khoảnh khắc cảm thấy vô cùng cảm động. Chưa đợi cô nói lời cảm ơn thì Untaek liền bế cô lên. Anh gấp gáp muốn bế vợ của mình lên giường. Nhưng Sun Jin lập tức ngăn anh lại. Sau đó nói với anh rằng cô đã mang thai được 6 tuần. Untaek nghe xong vui mừng ôm Sun Jin vào lòng, còn không ngừng nói cảm ơn cô. Sáng hôm sau, Untaek vừa cùng Sun Jin đi siêu âm trở về, thì đã nghe tiếng mẹ chồng kêu réo Sun Jin mau đi nấu cơm dọn dẹp. Nhưng Untaek lần này trực tiếp ra mặt ngăn cản, anh bảo Sun Jin lên lầu nghỉ ngơi mà sau này cũng không cần đụng tay đến việc nhà nữa. Sun Jin đứng giữa hai mẹ con liền rất khó xử, sợ trong nhà xảy ra mâu thuẫn liền nói cô sẽ đi làm ngay. Anh bảo em lên lầu nghỉ ngơi. Người mẹ thấy vậy liền sốc không ngậm được mồm, mà em chồng ngửi được bầu không khí bất ổn liền một tay kéo Sun Jin về phòng. Untaek lúc này đứng trước mặt mẹ anh tuyên bố, từ nay con sẽ không nhắm mắt đứng nhìn mẹ hành hạ Sun Jin nữa. Vì cô ấy bây giờ không chỉ là con dâu của mẹ, mà cô ấy còn là mẹ của người thừa kế của cả cái tập đoàn này. Con đã cảnh cáo mẹ bao nhiêu lần, nhưng mẹ chỉ coi như gió thoảng qua tai, nên con cho mẹ biết từ giờ con sẽ không như trước nữa đâu. Người mẹ nghe xong máu dồn lên não liền muốn nhào tới cho Untaek một trận. Sun Jin trên lầu rất bối rối không biết phải làm như thế nào. Untaek sau đó nói tiếp, anh muốn bù đắp và cho Sun Jin một cuộc sống hạnh phúc và sẽ để cho cô ấy sống dưới thân phận phu nhân của tập đoàn trong tương lai, nên anh mong mẹ mình hãy thay đổi cách đối xử của bà đối với Sun Jin đi. Nghe thấy Sun Jin cướp đi thân phận phu nhân của mình, bà mẹ tức đến nổi thở không ra hơi, còn liên tục vỗ ngực nói bà đây mới là phu nhân. Sau đó Untaek quay qua cảnh cáo em gái mình, sau này còn dám bắt nạt chị dâu thì anh sẽ cắt đứt quan hệ với cô. Em gái nghe vậy liền xanh mặt nói, có gan lớn đến đâu thì cô cũng không dám nữa. Đợi đến khi Untaek trở về phòng, Sun Jin liền lo lắng bảo chồng không nên làm mọi chuyện rắc rối như vậy. Sun Jin sợ mẹ chồng vì chuyện hôm nay mà sau này sẽ càng căm ghét hành hạ cô nhiều hơn. Untaek nghe xong liền trấn an Sun Jin, anh sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra, chỉ mong Sun Jin yên tâm dưỡng thai để sau này con của họ được sinh ra một cách khỏe mạnh. Nhìn Untaek quan tâm đến mình và con như vậy, Sun Jin lần đầu tiên cảm nhận được Untaek làm tất cả mọi chuyện là vì cô. Sun Jin tưởng rằng sau khi có con thì cô sẽ có được chìa khóa mở ra cánh cửa hạnh phúc, nhưng điều khiến Sun Jin không thể ngờ là cô đang bị chồng mình theo dõi và kiểm soát từng phút từng giây. Hóa ra Untaek vẫn luôn lo lắng rằng một ngày nào đó Sun Jung sẽ trở về nói cho Sun Jin biết mọi chuyện, vì sợ chuyện này sẽ cướp đi hạnh phúc mà anh đã gầy dựng bao lâu nay. Từ Sun Jin cho đến đứa con sắp chào đời của mình, nên Untaek kiên quyết trừ khử những ai dám uy hiếp tới gia đình của anh ta, kể cả người đó có là em vợ thì cũng không ngoại lệ. Nghĩ vậy Untaek liền cho người đi tìm Sun Jung sát sao hơn, mà điều mà anh ta không lường trước được chính là Sun Jin đã vô tình phát hiện anh ta sau lưng cô đã làm những chuyện gì. Hóa ra trong lúc Sun Jin đang dọn dẹp phòng thì cô đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Tuy nhiên điện thoại của chồng cô cũng cùng lúc vang lên. Không ngờ khi Sun Jin nhìn đến tên người gọi thì phát hiện người gọi đến đều là Thím Ly. Sun Jin bất an ấn nút nghe máy thì cả hai chiếc điện thoại đều truyền đến giọng nói của Thím Ly. Lúc này Sun Jin mới biết bản thân cô lại bị Untaek sau lưng âm thầm giám sát. Sun Jin sau đó đã rất sốc, hàng ngày cô luôn dốc lòng ở nhà chăm sóc cho cả gia đình này. Cô không thể hiểu được tại sao Untaek lại phải làm như vậy đối với cô. Khi Sun Jin bình tĩnh lại thì cô nghi ngờ, Untaek chắc chắn có chuyện gì đó muốn giấu cô nên mới làm như vậy. Nghĩ đến đó cô liền đến thư phòng để điều tra, nhưng vì Untaek luôn quá thận trọng nên Sun Jin không nghe ngóng được gì cả. Không ngờ vào một buổi tối định mệnh, Sun Jin đã lấy được câu trả lời cho những khuất mắc của cô trong thời gian qua. Trong khi ăn tối với vợ chồng giám đốc Khang, thì Sun Jin vô tình có một cuộc nói chuyện với vợ của giám đốc trong nhà vệ sinh. Từ miệng người vợ Sun Jin mới biết, Untaek từng nhờ chồng bà tìm kiếm em gái của cô. Hơn nữa gần đây đã tìm thấy Sun Jung tại một cửa hàng gà rán ở miền quê. Khi Sun Jin nghe xong thì không khỏi ngỡ ngàng. Lúc vừa bước ra khỏi cửa, Sun Jin sốc đến mức đến đứng cũng không vững. Cô không thể biết được chồng mình rốt cuộc đã giấu cô bao nhiêu chuyện, tại sao anh lại phải giấu cô về tình hình hiện tại của em gái. Nghĩ đến em gái, Sun Jin không thể yên lòng, nhân lúc Untaek không có ở đó, cô liền lén lút bắt xe đến cửa hàng gà rán mà Sun Jung đang làm thêm.
Tuy nhiên, từ miệng bà chủ cửa hàng Sun Jin mới biết, Sun Jung thật sự từng làm ở đây. Nhưng mấy hôm trước Sun Jung đã lấy hết số tiền trong 3 năm tích góp được để đi đến nơi khác để lập nghiệp rồi. Mà bà chủ lúc này cũng không biết Sun Jung hiện tại đang ở đâu. Sun Jin sau đó đến căn phòng nơi Sun Jung từng ở. Nhìn căn phòng chật hẹp thô sơ thì nước mắt của Sun Jin không kìm được rơi xuống. Cô không ngờ trong 3 năm em gái nhỏ nhắn của mình lại phải chịu khổ như vậy. Trở về phòng, Sun Jin mang một vẻ mặt lạnh băng không cảm xúc. Untech lập tức nhận ra điều gì đó bất ổn, liền kéo tay Sun Jin chất vấn hỏi cả ngày nay cô đã đi đâu. Nhìn thái độ của Untech muốn kiểm soát mình, làm cho Sun Jin lập tức nổi điên. Anh không thấy kiểm soát em như vậy là quá đáng lắm sao? Lần đầu tiên nhìn thấy Sun Jin biểu hiện như vậy, Untech liền gằn giọng hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Sun Jin lúc này đã lấy lại được bình tĩnh, vì biết cô căn bản không thể chống lại chồng mình, nên cô liền nói dối lúc nãy mình đã đi gặp Sun Dâu. Untech nghe xong cũng không muốn truy hỏi thêm, nhưng sau lưng Sun Jin anh lại âm thầm gọi điện cho Sun Dâu để xác nhận. Không ngờ từ miệng Sun Dâu anh mới biết Sun Jin đã nói dối mình. Trong lúc Untech suy nghĩ tại sao Sun Jin lại nói dối, thì Sun Jin bên này cũng đầy tràn bất an. Khi cô đang trầm tư suy nghĩ thì đột nhiên có ai đó gọi đến. Untech thấy vậy liền nhấc máy lên nghe lén. Mà Sun Jin trong phòng cũng biết chồng mình đang nghe máy. Lần này cô không muốn giấu giếm nữa nên đã trực tiếp đi đến thư phòng. Sun Jin lặng lẽ đi đến trước mặt Untech. Đây là lần đầu tiên Untech biểu hiện sự sợ hãi trước mặt cô, trước câu hỏi chất vấn của Sun Jin, hỏi anh tại sao anh lại nghe lén, hơn nữa còn giấu nhẹm chuyện Sun Jung, thì Untech sau khi hoàng hồn liền lập tức biện hộ cho mình, sợ dĩ anh nghe lén điện thoại vì anh muốn biết Sun Jung có liên lạc với em hay không, vì Sun Jung luôn nghi ngờ anh là người hại chết bố em, nên anh không muốn con bé gặp em nói linh tinh để làm tình cảm vợ chồng chúng ta rạn nứt, vì vậy anh muốn gặp con bé và giải thích mọi hiểu lầm với nó trước, sau đó mới nói với em. Sau những gì Untech đã làm, Sun Jin thời khắc này cũng không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Cô đau khổ nói với chồng mình, hy vọng anh ta sau này đừng bao giờ để cô phải nghi ngờ anh ta thêm nữa. Nói xong cô lặng lẽ quay người rời đi. Ngày hôm sau khi Sun Jin tới bệnh viện khám định kỳ, thì cô vô tình đụng phải một người đàn ông lạ mặt. Anh ta không nói gì mà chỉ đưa cho Sun Jin một bức thư. Khi Sun Jin mở bức thư ra đọc mới biết, bức thư này là do người bạn thân của bố viết cho cô. Trong thư ông nói rằng, ông muốn gặp Sun Jin để cho cô biết chân tướng sự thật về cái chết của bố cô. Còn dặn dò Sun Jin nhất định phải đến nhà giam để gặp mình. Sun Jin sau khi đọc xong bức thư liền lập tức chạy tới nhà giam. Vừa nhìn thấy Sun Jin, nước mắt của Yang Gyo trực tràng. Ông không ngừng nói tại sao Sun Jin lại đồng ý gả cho một tên ác độc như vậy. Sun Jin nghe xong không khỏi bối rối. Lúc này Yang Gyo mới nói, chồng của cháu chính là kẻ đã giết chết bố cháu. Sun Jin nghe xong không thể tin vào tai mình, nhưng Yang Gyo tiếp tục kể lại cho Sun Jin nghe tường tận sự việc hôm đó. Tối đó, chú vốn định đến gặp bố cháu, nhưng khi chú vừa đến được trang trại thì vô tình nhìn thấy một nhóm người áo đen. Chúng ngang nhiên đổ xăng đốt nhà mà bố với em cháu đều bị nhốt ở bên trong. Trong lúc chú đang tìm cách cứu hai bố con ra thì thấy Untech cũng vừa đến nơi. Tưởng rằng nó sẽ cho người cứu bố và em cháu, nhưng không ngờ nó chỉ đứng đó trơ mắt nhìn, còn ngăn cản người khác cứu bố cháu ra. Cuối cùng chỉ thấy nó một bước quay người rời đi, để mặc bố và em cháu trong biển lửa, mà Sun Jung là do bố cháu dùng sức lực cuối cùng đẩy nó ra ngoài, còn bản thân mình thì bị ngọn lửa thiêu rụi. Yang Gyo cuối cùng dặn dò Sun Jin, nhất định phải nhanh chóng rời khỏi Untech. Nghe tới đây Sun Jin không chịu nổi cú sốc liền ngất đi. Sun Jin sau khi ra khỏi nhà giam, liền thẫn thờ đi trên đường. Cô nhớ lại vẻ mặt đau buồn của Untech trong ngày tang lễ của bố mình, hơn nữa những ngày anh ở bên chăm sóc cùng lời tỏ tình ngọt ngào. Làm cho Sun Jin mới nhận ra tất cả là do anh một tay lên kế hoạch. Sun Jin muốn nhanh chóng rời khỏi người chồng ác độc của mình, nhưng cô lại sợ nếu làm như vậy sẽ liên lụy đến người bạn thân của bố. Vì vậy cô đành kìm nén nỗi uất hận trong lòng trở về nhà. Trước những lời chất vấn của mẹ chồng, Sun Jin không còn ngồi yên để bà ta dạy đời nữa. Cô dứt khoát đứng dậy rời đi, để lại bà mẹ chồng với một biểu hiện ngơ ngác. Untech cũng cảm nhận được sau khi Sun Jin từ bệnh viện trở về, thì cô như trở thành người khác vậy. Trở về phòng Sun Jin nhớ lại, lúc Sun Jung biết cô đồng ý kết hôn với Untech thì đã cực lực phản đối, nhưng lúc đó cô lại không chịu tin vào lời em gái mình. Thời khắc này Sun Jin cảm thấy vô cùng hối hận, nhưng cô không thể thay đổi được gì. Cùng lúc đó, Untech đột nhiên ôm lấy cô từ đằng sau. Anh ta muốn dùng cách này để dỗ dành Sun Jin, nhưng điều mà Untech không biết là Sun Jin không phải đang giận dỗi bình thường mà là đang ghê tởm anh ta. Mà hành động bây giờ của Untech khiến toàn thân Sun Jin ớn lạnh, cô khó chịu đến mức muốn buồn nôn. Vì không thể kiềm chế cảm xúc của mình, Sun Jin trong lúc mất bình tĩnh liền cho Untech một bạt tai. Untech không thể tin Sun Jin lại dám ra tay với mình, anh ta lập tức mất bình tĩnh siết chặt lấy vợ mình, chất vấn cô sao lại dám từ chối anh ta. Nhìn người chồng hung tợn trước mắt, Sun Jin sợ hãi giải thích, cô nói dối rằng vì đang mang thai nên cô rất mẫn cảm, sau đó cô xin lỗi Untech vì hành động vừa rồi của mình. Nghe vậy Untech mới chịu buông Sun Jin ra, sau đó anh ta khó chịu rời khỏi phòng. Khi Untech vừa đi khỏi, Sun Jin nằm trên giường đau khổ, nhớ lại lời của chú Yang Gyo, Sun Jin liền quyết định phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Sáng hôm sau, Sun Jin thu dọn một ít đồ đạc,
Nhân lúc Untech chưa phát hiện ra liền lên đường bỏ trốn. Tuy nhiên Untech bên này sớm đã nghi ngờ biểu hiện thất thường của vợ mình, nên anh ta đã cho người theo dõi Sun Jin một cách sát sao. Khi Sun Jin nhận ra bản thân không thể bỏ trốn nếu cứ bị theo dõi như thế này, thì cô liền âm thầm lập ra một kế hoạch khác cho mình. Tối hôm đó, Sun Jin cố kìm nén hận thù trong lòng, liền chủ động ngọt ngào để Untech bỏ xuống sự phòng bị. Nhìn Sun Jin như vậy sao Untech có thể không bị khuất phục được? Anh lập tức chớp lấy cơ hội mà vợ đã cho mình. Ngày hôm sau theo kế hoạch, Sun Jin như mọi ngày phục vụ cả nhà chồng một cách chu đáo, trên mặt còn luôn nở một nụ cười mà không có một chút bất mãn nào. Mục đích của Sun Jin là muốn Untech nới lỏng cảnh giác với cô. Quả nhiên chuyện anh sai người theo dõi cô đã được dừng lại, vì anh sợ nếu Sun Jin phát hiện thì hai vợ chồng sẽ lại xảy ra mâu thuẫn. Tối đó, Untech sau một thời gian giam lỏng, cuối cùng anh cũng chịu dắt Sun Jin ra ngoài. Hai người cùng đi ăn tối với giám đốc Kang, mà lúc này Sun Jin nhận ra thời cơ đã tới. Sau khi lấy lý do vào nhà vệ sinh, Sun Jin liền một mạch chạy ra ngoài. Cô vội vã lên một chiếc xe taxi, cuối cùng cũng thành công trốn thoát. Mà Untech sau một thời gian không thấy vợ mình quay lại, thì anh lập tức cảm thấy có điều bất ổn. Khi anh chạy ra ngoài tìm Sun Jin, thì từ miệng nhân viên anh biết được, Sun Jin vốn không vào nhà vệ sinh, mà sau khi ra ngoài thì lập tức bắt xe rời đi. Untech nghe vậy vội vàng chạy ra bên ngoài, nhưng Sun Jin lúc này đã đi mất hút rồi. Untech tức giận vội vàng cho người đi tìm Sun Jin về trong đêm bằng mọi giá. Untech sau đó đến kiểm tra camera trong nhà hàng. Khi nhìn thấy dáng vẻ như muốn chạy trốn khỏi ai đó của vợ mình, thì trái tim Untech rất đau đớn. Từ đây anh tự hỏi, tình cảm của họ bao năm qua thật sự không đáng để cô suy nghĩ chút nào sao? Untech sau khi về nhà liền nổi điên, chỉ cần nhìn thấy đồ của Sun Jin thì anh liền đem chúng ra để xả giận. Tiếng đập đồ đạc từ trên lầu truyền đến dọa cho hai mẹ con dưới nhà ôm lấy nhau. Untech nhớ lại thời gian gần đây khi Sun Jin đột nhiên thay đổi thái độ, giờ anh mới hiểu tại sao cô lại hành động như vậy. Hóa ra từ đầu cô vẫn luôn muốn chạy trốn khỏi anh, càng nghĩ Untech càng đau đớn. Anh nhặt lên tấm ảnh cưới cùng ảnh đứa con còn nằm trong bụng gào khóc. Sun Jin là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng khiến anh cảm nhận được hạnh phúc thật sự. Vì vậy anh không muốn mất cô, cũng không muốn mất đi đứa con chưa chào đời của mình. Khi Untech đang thất thần không hiểu tại sao Sun Jin lại rời bỏ mình, thì thuộc hạ anh ta chạy tới nói cho anh biết, gần đây Sun Jin có đến nhà giam thăm người bạn lâu năm của bố cô. Untech nghe xong không khỏi ngỡ ngàng, anh lập tức chạy đến nhà giam tìm ông Yang Kyo, chất vấn ông đã nói những gì với Sun Jin. Với một nụ cười rạng rỡ, Yang Kyo liền nói, ông đã nói cho Sun Jin biết hết sự thật, rằng Untech là người đứng sau cái chết của bố Sun Jin. Cùng lúc đó, chỉ thấy Sun Jin thất thần bước ra khỏi bệnh viện, cô vốn định đi phá thai nhưng bác sĩ lại nói, cái thai của cô đã quá 6 tháng tuổi, nên nếu làm phẫu thuật sẽ có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy Sun Jin đành từ bỏ ý định phá thai. Sun Jin không có nơi nào để đi, nên cô đành thuê phòng trong một khách sạn nhỏ cách xa thành phố. Tình trạng nôn mửa của Sun Jin ngày càng nghiêm trọng, vì mấy ngày qua cô đã phải chạy đi chạy lại khắp nơi, mà khách sạn nhỏ này cách âm rất kém nên Sun Jin đã bị nhiều người đến than phiền. Hết cách, Sun Jin đành phải trả phòng rời khỏi đó. Sun Jin thất thần đi trên đường không biết bản thân nên làm gì tiếp theo. Nghĩ đến việc bản thân còn đang mang trong người đứa con của kẻ thù, thì cô cảm thấy vô cùng tội lỗi với người bố đã mất của mình. Sun Jin trong khoảnh khắc không kìm được liền muốn kết thúc cuộc sống đau khổ này. Trong tình thế vô cùng nguy cấp, một phu nhân giàu có tình cờ nhìn thấy cảnh này, thì bà liền vội vàng chạy đến ngăn cản. Sau khi Sun Jin được phu nhân Kang đưa đến bệnh viện, từ y tá bà Kang mới biết Sun Jin đang mang thai. Bà Kang khó lòng tưởng tượng nổi một người sắp làm mẹ như Sun Jin, tại sao lại đi nghĩ quẩn như vậy. Sau khi Sun Jin tỉnh lại, bà Kang quan tâm hỏi Sun Jin có phải cô đã xảy ra chuyện gì không. Nhưng trước câu hỏi của bà Kang, Sun Jin vì không thể nói ra sự thật nên chỉ biết khóc lên trong đau đớn. Bà Kang sau đó đành đưa Sun Jin tới trung tâm hỗ trợ mẹ đơn thân. Cứ như vậy Sun Jin đã sống ở viện hỗ trợ gần 3 tháng. Hôm đó bụng Sun Jin đột nhiên đau dữ dội, cuối cùng cô được đưa đến bệnh viện để sinh con. Sau khi được các bác sĩ ra sức thúc giục, Sun Jin miễn cưỡng sinh ra một bé trai. Nhưng sau khi sinh, Sun Jin không có biểu hiện gì là vui mừng, vì cô không thể tha thứ cho bản thân vì đã sinh ra đứa con của kẻ thù. Sun Jin sau đó không chỉ không chịu cho con uống sữa, mà cô đến nhìn con một cái cũng không thèm. Vì quá tuyệt vọng nên Sun Jin lần nữa tìm đến cái chết, cô muốn đến với bố mình để nói lời xin lỗi với ông. Hơn nữa việc sống trên đời này đối với cô vô cùng đau đớn dằn vặt. May mắn thay khi Sun Jin chuẩn bị nhảy xuống, thì phu nhân Kang một lần nữa xuất hiện kịp thời. Bà cố gắng khuyên Sun Jin đừng nên nghĩ quẩn như vậy, vì sợ Sun Jin lại nghĩ không thông, nên bà Kang liền đón hai mẹ con Sun Jin về nhà mình để tiện chăm sóc. Bên này, Untech trong 3 tháng qua vẫn không ngừng tìm kiếm Sun Jin. Cuối cùng sau bao nỗ lực anh cũng đã tìm thấy một chút tin tức. Anh nghe ngóng được từ viện trưởng của viện hỗ trợ mẹ đơn thân là có một sản phụ rất giống với Sun Jin từng ở đó. Nghe vậy, Untech kích động vội vàng cùng thuộc hạ đi đến địa chỉ vừa nhận được. Khi đến nơi, Untech liền kiểm tra tất cả hồ sơ của những sản phụ ở đó. Tuy nhiên, anh lại không tìm thấy bất cứ tư liệu nào của Sun Jin. Thì ra trước khi đưa Sun Jin rời khỏi đó, phu nhân Kang đã âm thầm nhờ người xóa hồ sơ của Sun Jin đi. Vì vậy Untech dù đã tìm đến đúng nơi, nhưng anh sẽ không bao giờ biết được Sun Jin thật sự từng ở đó. Untech lúc này không còn đủ kiên nhẫn nữa.
Anh rất muốn gặp lại vợ và con mình, thế là anh lại một lần nữa ra lệnh cho thuộc hạ, bằng mọi giá phải tìm cho bằng được Sun Jung. Mục đích của Untech là lợi dụng Sun Jung để ép Sun Jin ra mặt. Nhờ sự hỗ trợ của một người bạn làm cảnh sát, Untech nhanh chóng tìm ra cửa tiệm gà rán của Sun Jung. Tuy nhiên khi Untech cùng thuộc hạ tìm đến nơi, thì phát hiện Sun Jung đã sớm trốn thoát rồi. Điều mà Untech không thể ngờ chính là, người âm thầm giúp Sun Jung trốn thoát, lại chính là Quan Mo, người thư ký thân cận nhất bên cạnh mình. Hóa ra bố của Quan Mo cũng do chính Untech hại chết, vì để chờ thời cơ trả thù cho bố mình, Quan Mo đã phải còng lưng lên làm phục dịch cho Untech bao năm nay. Nhìn thấy gia đình của Sun Jung như vậy, Quan Mo cũng phần nào hiểu được nỗi đau mà chị em Sun Jung phải trải qua, nên anh vẫn luôn âm thầm ở đằng sau giúp đỡ họ. Quan Mo lúc này nói với Sun Jung chuyện Untech sắp tìm đến để bắt cô, nên anh hy vọng cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi đây, tránh việc Untech sẽ dùng cô để uy hiếp Sun Jin. Nhờ sự giúp đỡ của Quan Mo mà hai chị em nhanh chóng được đoàn tụ. Vừa nhìn thấy Sun Jin thì Sun Jung liền khóc nấc lên gọi chị. Sun Jin thì cảm ơn em gái vì đã bình an quay về bên cô. Sau khi tìm được Sun Jung thì tâm trạng của Sun Jin liền khá hơn nhiều. Sun Jin vốn định cùng phu nhân Kang nói lời tạm biệt, nhưng không ngờ đứa bé lại đột nhiên sốt cao. Nhìn đứa bé như vậy phu nhân Kang liền không nỡ, bà muốn Sun Jin ở lại thêm một đêm. Nhưng không ngờ đúng lúc này Untech lại vô tình đến nhà phu nhân Kang. Hóa ra giữa công ty của Untech và công ty của chồng bà Kang có mối quan hệ kinh doanh. Vì bàn chuyện hợp đồng nên Untech mới đến tận đây. Khi Sun Jin định ra giúp đỡ chào hỏi khách thì cô lập tức nhận ra bóng lưng của chồng mình. Bị dọa đến hồn lìa khỏi xác nên cô lập tức trốn đi. Untech dù không nhìn rõ nhưng vẫn nghi ngờ người phụ nữ vừa rồi chính là vợ mình. Khi anh vừa định đi vào xem xét thì liền bị chồng của bà Kang lên tiếng ngăn cản. Bà Kang đi vào phòng bếp thì nhìn thấy Sun Jin đang trốn trong góc. Khi nhìn dáng vẻ bị dọa đến run rẩy của Sun Jin, bà Kang rất nhanh nắm bắt được tình hình. Vì vậy, bà đã sử dụng cơ thể của mình để che chắn cho Sun Jin trở về phòng. Nhưng lúc này, khi Untech nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ lướt qua một lần nữa, thì anh không còn nghi ngờ mà khẳng định người đó chính là vợ mình. Hơn nữa, tiếng khóc của đứa bé từ trong phòng lúc này lại vang lên, thì anh ta càng xác định vợ và con mình hiện tại đang ở trong ngôi nhà này. Dù vậy, Untech không hề có một chút sốt ruột. Anh sau khi âm thầm rời khỏi nhà bà Kang, trên đường về liền lộ ra nụ cười quỷ dị. Anh ta nói với cấp dưới của mình rằng, khi vừa nghe tiếng khóc của đứa bé thì anh liền nhận ra con mình là một bé trai. Sau đó liền tiếp tục phân phó thủ hạ, muốn bọn họ từ thời khắc này phải giám sát nhà bà Kang từng phút từng giây. Mục đích của Untech là muốn chờ đợi cơ hội để lấy lại vợ con của mình. Bên này, Sun Jin cuối cùng cũng quyết định nói ra tất cả sự thật cho bà Kang biết. Nói trước đây cô đi tìm chết là vì không muốn sinh ra đứa con của kẻ thù đã giết bố mình. Vốn định cùng đứa bé đi đến gặp bố để chuộc lỗi, nhưng thời khắc này cô muốn sống để còn chăm sóc cho em gái. Bà Kang rất thông cảm với hoàn cảnh bi thương của Sun Jin, cũng cảm thấy rất lo lắng cho cuộc sống sau này của cô. Ngày hôm sau, Sun Jin sau khi thu dọn đồ đạc liền chuẩn bị rời khỏi nhà của bà Kang. Nhưng điều mà Sun Jin không biết là, Untech đã sớm cho người đến bao vây trước cửa. Khi thuộc hạ của Untech nhìn thấy Sun Jin ôm đứa bé đi ra, thì họ lập tức cùng nhau xông đến bắt Sun Jin đi trong tích tắc. Sun Jin sau đó được đưa đến một biệt thự hoang vắng. Khi Untech nghe tin thì vội vàng chạy đến. Cuối cùng anh ta cũng gặp được người vợ mà bản thân khổ sở tìm kiếm thời gian qua. Nhưng Sun Jin bên này khi vừa nhìn thấy Untech thì cả người cô không kiềm được mà run lên bần bật. Nhìn biểu hiện của Sun Jin gặp mình như gặp quỷ thì Untech rất đau lòng. Sun Jin biết mình không thể trốn thoát, liền ôm đứa con mới sinh trong mắt lộ ra vẻ phẫn hận. Cô cảnh cáo chồng mình không được đến gần, nếu không cô sẽ cùng đứa nhỏ nhảy ra ngoài cửa sổ. Nhưng Untech lúc này không để tâm đến lời cảnh cáo của Sun Jin, anh một bước đi đến ôm chặt lấy vợ và con mình. Mình à, anh thực sự nhớ em rất nhiều, anh nhớ em đến phát điên rồi, em đã đi đâu vậy, anh tìm em vất vả thế nào em có biết không, anh thực sự rất nhớ em. Nhưng Sun Jin lúc này một chữ cũng không nghe lọt tai, cô ra sức thoát khỏi Untech, sau đó mắng chửi Untech là hung thủ giết hại bố mình. Untech nghe vậy liền cực lực ngụy biện anh không phải người giết chết bố vợ, nhưng Sun Jin giờ đây không còn dám tin vào người đàn ông trước mặt cô nữa. Cô vội vã bế đứa bé lên lầu đến mép ban công. Một lần nữa cảnh cáo Untech không được đến gần mình, nếu không cô sẽ cùng đứa bé từ đây nhảy xuống. Nhưng Untech không tin người vợ hiền lành của mình có thể làm những chuyện như vậy. Nên anh cố gắng bước đến gần Sun Jin, nhưng cô trong 3 năm đã phải sống với nhà chồng ác quỷ như vậy, thì còn điều gì mà cô không thể làm được. Nói xong Sun Jin liền muốn nhảy từ ban công xuống. Thấy vậy Untech liền nhanh chân chạy đến, đầu tiên cướp lấy đứa trẻ cẩn thận đặt sang một bên. Khi nhìn thấy Sun Jin muốn nhảy xuống một lần nữa, Untech liền đi lên ôm lấy eo cô, ra sức kéo cô trở về rồi ném xuống sàn. Untech không dừng lại một tay ôm lấy đứa con trai bên cạnh, một tay liền nắm lấy tay Sun Jin kéo cô vào bên trong. Bỏ ra, anh bỏ tôi ra có nghe không? Cuối cùng Untech nhốt Sun Jin trong một căn phòng, còn bản thân anh bên ngoài liền đưa đứa bé đi chăm sóc. Mặc cho Sun Jin bên trong gào thét thế nào Untech cũng không để ý tới, anh chỉ đơn giản muốn ở bên cạnh hai mẹ con. Một lúc sau Untech đợi cho Sun Jin bình tĩnh lại, thì anh đi đến mở cửa phòng và thả cô ấy ra. Untech hy vọng Sun Jin có thể ngồi lại nói rõ mọi chuyện với mình.
Untech đầu tiên nói cảm ơn Sun Jin vì cô đã bình an sinh đứa trẻ ra. Sau đó, Untech nói với Sun Jin rằng, anh thật sự đã không giết cha cô. Người phóng hỏa trang trại gà đích thực là do thuộc hạ của anh làm, nhưng anh không phải là người ra lệnh làm điều đó. Tối đó khi anh vừa đến nơi thì mọi chuyện đã quá muộn rồi. Sun Jin nghe tới đó, liền tức giận đứng dậy mắng chửi Untech đừng nói dối nữa. Rõ ràng anh hoàn toàn có thể cứu bố tôi, nhưng anh lại trơ mắt ra đứng nhìn em gái và bố tôi bị thiêu sống. Bố tôi lúc đó đã đau đớn khổ sở thế nào anh có biết không? Untech lúc này mới thừa nhận, anh lúc đó đúng là đã do dự, vì anh chỉ muốn nói với bố Sun Jin là anh không phải người đốt lửa. Nhưng người bố lại nhất quyết không muốn tin anh. Sau khi nhìn thấy ánh mắt của bố Sun Jin dành cho mình, Untech hiểu được bố Sun Jin đã khẳng định anh là người phóng hỏa. Lúc anh phản ứng lại thì đã không còn thời gian cứu ông ra nữa. Sun Jin nghe đến đây thống khổ không ngừng đấm vào người Untech. Cô giận dữ mắng anh cho dù là như vậy cũng nên cứu người ra trước. Nghĩ rằng đây vẫn là những lời ngụy biện của người chồng ác độc trước mắt. Sun Jin hận không thể đánh chết anh ta. Cuối cùng vì không thể chịu nổi sự kích động, Sun Jin liền ngất đi trong tất tưởi. Trong những ngày tiếp theo, Untech tận tâm tận lực chăm sóc cho hai mẹ con thật tốt. Đây là lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống bình dị như vậy. Cũng vào giờ khắc này, tính tình nóng nảy của anh cũng bắt đầu thay đổi. Tuy nhiên, những gì mà Untech không biết là, một cuộc trả thù chống lại anh ta đã chính thức bắt đầu. Những chứng cứ mà Quan Mo thu thập được trong những năm qua, bằng chứng về tất cả các tội ác của Untech đã được giao cho cảnh sát. Vừa nhận được thông tin thì cảnh sát liền có mặt bao vây truy nã Untech. Untech sau khi biết được sự việc, lập tức phỏng đoán được người đứng sau chuyện này chính là thư ký thân cận bên cạnh mình. Vì vậy anh liền giả vờ không biết gì hẹn Quan Mo đến gặp mặt. Chờ đến khi Quan Mo lên xe, Untech liền trực tiếp hỏi Quan Mo rốt cuộc là ai, tại sao lại phản bội sự tin tưởng và bồi dưỡng của anh bao năm qua, hơn nữa còn dám âm thầm đâm sau lưng mình. Quan Mo nhận thấy tình thế không ổn lập tức mở cửa xe chạy trốn, nhưng lần này anh lại chắp cánh khó thoát. Vì Untech sớm đã cho người canh chừng sẵn, sau khi bị thuộc hạ của Untech đẩy vào xe một lần nữa. Chuyện đã đến nước này Quan Mo cũng không muốn giấu giếm, anh thừa nhận rằng mình là người đã báo cáo với cảnh sát mọi chuyện. Untech nghe xong chất vấn Quan Mo làm như vậy vì mục đích gì, có phải sự phản bội này có liên quan đến vợ mình hay không? Untech còn nói cho Quan Mo biết trước đó anh đã phát hiện ra. Quan Mo đối với vợ mình có tình cảm khác, tôi không quan tâm chuyện anh có công khai tội ác của tôi hay không, thay vào đó thái độ của anh đối với vợ tôi mới là điều tôi tức giận nhất. Quan Mo nghe xong thì không khỏi cảm thấy nực cười. Cuối cùng anh quyết định nói ra tất cả, thì ra bố của Quan Mo từng ngăn cản Untech trên con đường kiếm lợi nhuận, nên cuối cùng ông đã bị Untech hại chết, mà người cùng chung số phận với ông chính là bố của Sun Jin, vì lòng tham độc ác của Untech mà phải bỏ mạng ở trang trại gà. Quan Mo ngậm đắng nuốt cay mấy năm nay, cũng chính là tìm cơ hội báo thù cho người bố đã chết của mình. Cuối cùng Quan Mo giận dữ gào lên nói, người như anh chắc chắn sẽ phải nhận hậu quả đích đáng sớm thôi, tôi sẽ là người đứng ra vạch trần tất cả những lời nói dối của anh tại tòa án. Khi biết Quan Mo chỉ đến tìm mình báo thù chứ không phải vì vợ mình, Untech cũng không muốn nói nhảm nữa liền cho người đưa Quan Mo đi. Thuộc hạ của Untech đưa Quan Mo đến một ngôi nhà bỏ hoang, rồi cùng nhau đánh Quan Mo một trận tơi tả. Khi Quan Mo bị đánh đến khi chỉ còn một hơi thở thoi thóp, đám thuộc hạ mới dừng tay lại rời đi. Quan Mo cố gắng với tay đến chiếc điện thoại bên cạnh mình để gọi người giúp đỡ, nhưng bởi vì bị thương quá nặng nên anh không chịu nổi liền ngất đi. May mắn thay Quan Mo là một nhân chứng quan trọng trong vụ án của Untech, nên cảnh sát đã sớm cài định vị để có thể theo dõi bảo vệ nhân chứng. Từ đó cảnh sát lần theo định vị cuối cùng cứu được Quan Mo. Khi lệnh bắt giữ chính thức của Untech được thi hành, thì Untech lúc này vẫn đang hưởng thụ khoảnh khắc ngắn ngủi cuối cùng với vợ con. Khi TV phát sóng tin tức của việc truy nã, thì Untech dù biết nhưng anh một chút cũng không để tâm đến nó. Sun Jin sau khi nhìn thấy tin tức trên TV, thì nội tâm của cô lại trở nên vô cùng phức tạp. Cô quả thật đã rất hy vọng được nhìn thấy Untech bị trừng phạt, nhưng khi cô nhìn thấy anh ta cười đùa hạnh phúc bên con mình, thì nội tâm của cô lại có chút không đành lòng. Khi ba người cùng nhau trở về nhà, thì một số lượng lớn cảnh sát đã chờ đợi ở đó từ lâu. Untech xuống xe đến trước mặt cảnh sát, anh bày tỏ muốn cảnh sát đợi anh một chút, vì anh muốn đưa vợ và con trai vào nhà trước rồi sẽ ra sau. Vào nhà, Untech đặt đứa con xuống rồi cẩn thận hôn đứa con trai đang ngủ của mình. Sau đó, anh nhẹ nhàng ôm lấy Sun Jin. Anh thật sự xin lỗi vì tất cả. Anh xin lỗi vì không thể ở bên cạnh em. Xin em hãy sống tốt và nuôi dưỡng con thật khỏe mạnh. Anh yêu em và cảm ơn em vì tất cả. Untech bị truy tố vì tội xúi dục giết người và tội trốn thuế. Quan Mo sau khi được trị thương, đã kịp thời đến tòa án làm nhân chứng cho tội ác của Untech là thật. Tất cả chứng cứ được đưa ra đều rất bất lợi cho Untech, nhưng mẹ của Untech lại không muốn bỏ cuộc như vậy. Bà đã dồn tiền mời được một luật sư có tiếng, dù người luật sư này có năng lực rất cao, nhưng anh ta cũng không thể chắc chắn là bản thân có thể thắng được vụ kiện có bằng chứng rõ ràng như thế này. Tuy nhiên, người luật sư đã đưa ra một đề xuất có thể giảm bớt hình phạt cho Untech, đó là có thể nhận được sự khoan hồng của gia đình nạn nhân.
Mẹ Untech nghe theo đề xuất của luật sư, vì thế người mẹ chồng cao cao tại thượng trước đây liền đến quỳ trước mặt con dâu nghèo mạc của bà ta để cầu tình cho con trai. Bà Thành khẩn chấp tay xin lỗi Sun Jin vì đã hành hạ và miệt thị cô trong những năm qua, và hy vọng sẽ được cô tha thứ mà đồng ý cứu lấy con trai mình một lần. Nhưng mối thù giết cha còn sâu hơn biển, làm sao Sun Jin có thể vì mấy câu của bà ta mà đồng ý được. Lúc này bà cô của Sun Jin không thể nhịn được nữa, cùng với thau nước lạnh trong tay, bà liền xông vào trực tiếp đổ lên người bà mẹ chồng. Bà vẫn còn mặt mũi đến cầu xin chúng tôi sao? Ra ngoài, loại người như bà làm sao có thể chứ? Cút ra ngoài đi. Đêm hôm đó, Sun Jin không thể ngủ được, nhìn đứa con bên cạnh của mình, cô liền rơi vào một cảm xúc hỗn độn. Trong cuộc mâu thuẫn nội tâm sâu sắc này, cô đã ngồi suy nghĩ thẫn thờ cho đến khi trời sáng. Cuối cùng cô cũng đưa ra một quyết định khó khăn, Sun Jin đến nhà tù để gặp Untech. Nhưng gặp mặt như vậy làm cho Untech rất khó chịu nên anh liền đứng dậy rời đi. Sun Jin lúc này cất lời, nói rằng cô quyết định viết cho anh một lá đơn khoan hồng, nhưng điều đó không có nghĩa là cô đã tha thứ cho anh. Tôi sẽ cố gắng tin anh lần cuối cùng, đó là anh thật sự không có ý định giết bố tôi. Chỉ có như vậy tôi mới toàn tâm toàn ý bắt đầu một cuộc sống mới với con của tôi được. Làm sao em có thể làm như thế được? Điều tôi muốn nói chỉ có thế thôi, chào anh. Sun Jin à, Sun Jin, mình ơi. Tuy nhiên, tại phiên tòa cuối cùng, Untech đã lựa chọn không trốn tránh trách nhiệm. Anh thừa nhận rằng mặc dù anh đã không xúi giục người khác phóng hỏa, nhưng cái chết của người bố là sự thật. Cuối cùng dưới tình huống Untech chủ động nhận tội, anh đã bị kết án 10 năm tù. Sau đó Sun Jin lần nữa đến tìm Untech và chất vấn anh. Tại sao anh lại phải làm như vậy? Tại sao lại thừa nhận rằng anh đã giết bố tôi? Không phải anh nói tại vì anh do dự nên mới bỏ lỡ cơ hội sao? Vì vậy, tôi mới quyết định viết đơn khoan hồng cho anh. Nhưng trong thâm tâm Untech biết, Sun Jin sẽ không bao giờ tin rằng anh không có ý định giết bố cô. Vì vậy anh quyết định không muốn Sun Jin ép uổng bản thân cô làm gì cả, vì anh không muốn cô sống trong nỗi đau tội lỗi với bố cô suốt cuộc đời này. Lúc này Untech cuối cùng quyết định nói ra những lời thật lòng. Đêm đó anh do dự không phải vì tiền đồ công ty của mình, nhưng vì bố Sun Jin đã thầm xác nhận anh là kẻ phóng hỏa. Với suy nghĩ như vậy thì cho đến chết ông cũng sẽ ngăn cản anh và Sun Jin đến với nhau. Em biết không? Trong cuộc sống của tôi đã sống hết mình vì sự nghiệp, cứ tưởng tình yêu là một thứ vô bổ nhất trên cuộc đời này, và tôi tự nhủ sẽ không bao giờ yêu bất kỳ ai. Nhưng không ngờ khi tôi vô tình nhìn thấy em, thì tôi mới biết cảm giác trái tim thổn thức là gì. Thậm chí lúc đó ngay cả tên con của chúng ta tôi cũng nghĩ ra rồi. Sau khi gặp em tôi liền bị thu hút lúc nào không biết, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười của em giống như ánh nắng ấm áp vậy. Kể từ đó tôi đã hứa với lòng là sẽ cưới em làm vợ. Untech một lần nữa xin lỗi Sun Jin vì sự ích kỷ của anh mà đã làm cho một cô gái ngây thơ tốt bụng như cô ấy phải chịu dày vò đau khổ. Vì vậy anh dặn dò Sun Jin rằng trên đời còn rất nhiều người như anh nên đừng tùy tiện trao sự chân thành của mình cho người khác. Vì khi làm vậy cô chỉ sẽ nhận lại đau thương mà thôi. Đây là lời dặn dò cuối cùng của tôi với tư cách là chồng em và xin em hãy quên thằng đàn ông tồi tệ như tôi đi. 5 năm thấm thoát trôi qua, Untech ở trong tù lúc nào cũng đau khổ nhớ đến vợ và con trai mình. Hôm nay bởi vì cải tạo tốt mà anh được đặc biệt phê duyệt một ngày nghỉ đi thăm gia đình. Tòa án ân xá cho anh có cơ hội đi gặp vợ và con trai mình. Nhìn đứa con trai đã 5 tuổi hoạt bát đáng yêu, còn lớn lên vô cùng khỏe mạnh, Untech không khỏi xúc động khóc không thành tiếng. Sun Jin thấy thế cũng không kìm được nước mắt rơi xuống. Tuy nhiên, thời gian hạnh phúc luôn kết thúc rất nhanh. Untech sau ngày hôm nay phải trở lại trại giam vì anh phải hoàn thành 5 năm tù còn lại. Ngay lúc chia tay, Untech nói với Sun Jin. Anh đã đọc đi đọc lại một quyển sách trong tù mỗi ngày, bởi vì nó có tên của ba chị em Sun Jin trong đó. Sun Jin có nghĩa là ngây thơ thuần khiết. Tất cả đều đại diện cho ý nghĩa của trái tim tinh khiết và tốt bụng đẹp đẽ. Mỗi ngày anh đều tự hối lỗi và nghĩ về em. Anh biết chúng ta không thể nào quay trở về như trước. Vì vậy, anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em một lần nữa. 5 năm sau, anh sẽ càng nhếch nhác và thê thảm hơn. Cho nên anh không muốn em nhìn thấy hình ảnh đó của anh. Vì vậy hãy để đây là lần cuối cùng. Xin em nuôi dạy con của chúng ta thật tốt. Nói xong Untech mang theo lưu luyến cùng không nỡ vô tận, để lại một bóng lưng cô đơn rời đi, một người đàn ông để có được tình yêu mà mình ao ước, lại vô tình thương tổn người mình yêu. Bạn không có lỗi khi bạn yêu một người, chỉ là vô tình không có ai chỉ cách cho bạn yêu mà thôi. Sun Jin thời khắc này muốn buông bỏ tất cả, cô chạy theo phía sau bóng lưng Untech gần khuất đi, hai người nhìn nhau trên con đường đông đúc, chúng ta phải gặp lại, em và con sẽ chờ anh trở về. Tình yêu đúng là muôn hình vạn trạng, nhưng hãy nhớ phải chọn cách yêu người khác cho đúng. Cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ phim.